Lần đầu tiên Châu Bùi, du học sinh Tăng Quang và các đại diện đội ngũ y bác sĩ, quân nhân. Tình nguyện viên sẽ có những phút trải lòng trực tiếp trước hơn 2.000 khán giả về những ngày khó quên khi sống giữa tâm dịch. Chỉ còn ít ngày nữa, đêm nhạc tri ân khi ta sống, lần đầu tiên tri ân trực tiếp đến các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch xóa pop tổ chức sẽ chính thức diễn ra hơn bao giờ hết, những thông tin về các nghệ sĩ, màn trình diễn và đặc biệt là những câu chuyện mà các nhân vật đã từng sống trong khu cách ly như Châu Bùi hay du học sinh Nguyễn Tăng Quang, chủ nhân bộ tranh ký họa cuộc sống khu cách ly. Cùng đại diện của các đơn vị chức năng đang trực tiếp làm công tác chống dịch và phục vụ cộng đồng sắp chia sẻ trong chương trình đang là mối quan tâm hàng đầu của công chúng. Trước khán đài với hơn 2.000 người gồm những khách mời đặc biệt của của đêm nhạc là y bác sĩ quân nhân, các tình nguyện viên và các khán giả trẻ, đại diện của các đơn vị chức năng ở tuyến đầu cuộc chiến chống Covid-19 sẽ có những chia sẻ chi tiết về những khó khăn. Trở ngại trong công cuộc phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh, cách họ xoay sở giữa những lần phải phản ứng nhanh. Cũng như những áp lực đến từ trách nhiệm của một chiến sĩ tuyến đầu, đồng thời đại diện cho những người trẻ từng trực tiếp trải qua cuộc sống ở khu cách ly. Fashionister Châu Bùi và du học sinh Nguyễn Tăng Quang sẽ mang đến cho mọi người cái nhìn rõ nét về sự ảnh hưởng của dịch bệnh đến công việc. Đời sống và cả những câu chuyện mà họ đã mắt thấy tai nghe, tự trải qua và những cảm xúc từ sợ hãi đến vỡ hòa trong những ngày sống trong khu cách ly. Nhưng chưa có cơ hội chia sẻ trước đây, theo bật mí của đơn vị tổ chức cảm kích trước ý nghĩa tri ân của chương trình. Nhiều nghệ sĩ hàng đầu Vbiz đã hào hứng đồng ý tham gia ngay khi nhận lời mời từ Pop, trong đó. Có không ít những giọng ca gạo cội, ca sĩ trẻ đang được yêu thích nhất hiện nay như Hồ Quỳnh Hương, Trúc Nhân, Dương Triệu Vũ, Bảo Anh, Ngô Kiến Huy, Trung Quân Idol, Quốc Thiên, Nguyên Hà, Osat, Gianni, Tăng Phúc, thành viên nhóm nhạc đa quốc tịch Roy, Z-Boy, và Queen, z các nhạc sĩ, Tuấn Thăng, Minh Nhiên, Hoài An, Võ Hoài Phúc, Quốc An và các giọng ca nhí như Bảo An, Gia Khiêm, Gia Hân, để tạo ra một không gian ấm cúng và những giây phút thư giãn chất lượng nhất cho các chiến sĩ áo trắng áo xanh đang ngày đêm nỗ lực chống lại dịch bệnh, sân khấu khi ta sống sẽ quy tụ những màn trình diễn tươi vui. Đầy lạc quan, được đầu tư giàn dựng chỉn chu, trau chuốt kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Đêm nhạc sẽ được dẫn dắt bởi MC Quang Bảo và Thanh Thanh Huyền đêm nhạc tri ân khi ta sống sẽ là một món quà thay cho là lời cảm ơn về tinh thần đến những y. Bác sĩ, quân nhân nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19, với không gian đầy cảm xúc của âm nhạc và những câu chuyện có thật. Những người trong cuộc sẽ cùng nhìn lại hành trình đã qua, sẻ chia những câu chuyện và lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng để tạo ra những giá trị cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 20.00 ngày 27 tháng 6 năm 2020 tại nhà thi đấu quân khu 7 và được phát sóng trực tiếp trên VTV9. Ứng dụng Pop và kênh YouTube Pop Music, mọi thông tin liên hệ hợp tác với mạng xã hội giới trẻ Việt vui lòng liên hệ điện thoại 0834 77.56.68.